Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri hé lộ bí mật về vận mệnh cuộc đời tuổi Nhâm Tý 1972. Từ 53 đến 57 tuổi, tránh 3 điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Nhâm Tý số mạng như vậy, phong xương cũng lắm, tha phương cũng nhiều, số này cách trở quê hương, đi xa xứ khác sanh phương nên nhà, số phải khắc khẩu mẹ cha, ở gần cắn đặng đi xa thì buồn, số này cách trở lương duyên, thay nhà đổi bạn chuyên chuyên lắm bể, chẳng nhờ cốt nhục họ hàng, tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên, tiên vận chẳng đặng tấm thân, Nhâm Tý nhờ có quần thần, tu nhân tích đức phước trời ban cho. Vâng, thưa quý cô bác, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vì vậy, cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra sao đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói ở Hiền. Giới tử vi cho biết trong số 12 con giáp có tuổi Nhâm Tý được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình, có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh, đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Nhâm Tý là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số cửa nạn khiến Nhâm Tý hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ nay trở đi, chỉ cần biết 3 điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý 3 đời. Vậy 3 điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Nhâm Tý? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Ta bây giờ bước sang tuổi 50, tâm đủ tĩnh nhìn dòng đời xuôi ngược, chẳng màng chi những tranh giành mất được, lòng yên bình lắng đọng như biển sâu. Bởi đã qua bao năm tháng bể dâu, có thành công và ít nhiều thất bại, bao ngọt bùi đắng cay từng nếm trải, đều kinh qua những tốt xấu ở đời. Ta bây giờ bước vào tuổi 50, ngồi ngẫm lại những buồn vui sướng khổ, bao thiện ác thiệt hơn đều thấu tỏ. Giờ buông lòng sống tự tại bình yên. 50 tuổi mặn mòi của trung niên, ta nhẫn lại điềm nhiên cùng năm tháng, giữ tâm hồn nhẹ nhàng như buổi sáng và nồng nàn như rượu ủ lâu năm. 50 tuổi dịu dàng như ánh trăng, sáng vằng vặc tôi rèn qua nắng gió, tràn sức sống dẻo dai như ngọn cỏ, càng bão giông càng xanh mướt rạng ngời. 50 tuổi vẫn đằm thắm nụ cười và luôn khiến người mình thương mê mải, trải qua hơn 50 năm cuộc đời, cô bác dần nhìn nhận mọi thứ với sự sáng tỏ và thấu suốt. Sau bao thăng trầm hỉ nộ ái ố, những muộn phiền lo toan dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, điều quan trọng nhất với chúng ta không còn là danh lợi, địa vị, mà chính là sức khỏe và bình an. Thời gian là dòng chảy vô tận, không chừa một ai, nó có thể biến một thanh niên phơi phới, một giai nhân xinh đẹp thành ông lão, bà lão tóc bạc lưng còng, dù bạn từng oanh liệt hay bình dị, tất cả đều đã qua. Câu hỏi đặt ra là bạn đã chuẩn bị gì cho chặng đường tiếp theo của cuộc đời, tương lai khi già rồi bạn sẽ dựa vào ai? Đây là câu hỏi muôn thuở và câu trả lời tốt nhất chính là dựa vào chính mình, hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng,
Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì, đừng có coi trọng đồng tiền. Càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng ai mang nó đến, khi chết chẳng ai mang nó theo. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ tiền ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn, tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi. Luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình, cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn, con ốm cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào, nhà cha mẹ là nhà của con không phải là nhà cha mẹ, khác nhau là thế. Người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình, ốm đau trông cậy vào ai, trông cậy con ư. Nếu ốm dai dẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, cứu bệnh sảng tiền vô hiếu tử, trông vào bạn đời tư, người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong. Có muốn đỡ đần cũng không làm nổi, trông cậy vào đồng tiền ư, chỉ còn cách đấy, cái được người ta chẳng hay để ý cái, không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra, sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao, người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn, cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư, biết đủ thì lúc nào cũng vui chi túc thường lạc, tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui, tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui, con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được, huống hồ người ta cũng nghỉ cả rồi, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra, ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao, quá nửa đời dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, nên dành cho mình quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thì làm. Ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình, sống trên đời không thể vạn sự như ý. Có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm khổ sở, chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong. Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già, tuổi không già tâm già, thế là không già lại thành già, nhưng giải quyết một vấn đề thì nên nghe già, sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu, mọi thứ đều nên vừa phải. Người ngu gây bệnh, người dốt chờ bệnh, người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống, khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới chữa bệnh, đều là muộn. Nếu trái tim đơn giản, thế giới sẽ đơn giản và hạnh phúc sẽ phát triển, nếu trái tim tự do, cuộc sống sẽ tự do và hạnh phúc sẽ ở khắp mọi nơi. Sau 50 tuổi, cô bác bắt đầu hiểu ra, tuổi già ắt có phong cảnh của tuổi già, thanh xuân tuy đẹp nhưng rồi cũng sẽ tàn phai, một tâm hồn trẻ trung mới là phong cảnh bất biến trong đời. Sau 50 tuổi, thản nhiên mà nhìn nhận về hôn nhân và gia đình, chúng ta cần phải biết rằng, thế gian này không có người phụ nữ nào hoàn toàn đồng cảm được với tâm tình của người đàn ông, cũng chẳng có người đàn ông nào hoàn toàn hiểu được tâm tư của người phụ nữ. Sau 50, nhìn nhận người và việc không còn đơn thuần như trước, vì vậy, không nhất thiết phải làm việc theo chủ ý của người khác. Sau 50 tuổi, cô bác bắt đầu hiểu ra thế gian này quả thực không phân rõ trắng đen, giữa trắng và đen luôn luôn tồn tại một sắc màu trung gian. Sau 50 tuổi, bắt đầu hiểu ra sống ở đời, bất kể là thành công hay thất bại, vui vẻ hay đau khổ, vinh quang hay khó khăn, tất cả đều là dòng nước, đến từ đâu thì sẽ lại chảy về đấy, vì vậy, xem nhẹ mọi thứ, sống an yên là đủ. Sau 50 tuổi, bắt đầu hiểu ra, lão hóa không bắt đầu từ tuổi trung niên, mà bắt đầu từ những mệt mỏi với cuộc sống. Sau 50 tuổi, bắt đầu hiểu ra, cô đơn, đau khổ, thất bại là những dư vị không thể thiếu được của cuộc sống, vì vậy, đối xử chân thành với cuộc sống mới là vương đạo. Sau 50 tuổi,
không còn sự lỗ mãng bốc đồng của thời niên thiếu hay sự lãng mạn của tuổi trẻ, thay vào đó là những thấu hiểu và cảm thông với cuộc sống. Sau 50 tuổi, sẽ không còn có những nụ cười ngây thơ hồn nhiên thời con trẻ hay sức sống nhiệt huyết thời thanh xuân, thay vào đó là những giấc mơ được quay trở lại tuổi thơ. Sau 50 tuổi, thản nhiên đối mặt với sự bình thường của mình, chúng ta của lúc này hiểu ra được rằng không phải ai cũng thành công, cũng nên được nghiệp lớn, thành ông nọ bà kia, nhưng làm người cũng là một kiểu sự nghiệp, chỉ cần bạn đã từng nỗ lực, đã từng phấn đấu, đã từng hết mình, đã từng theo đuổi, có thất bại thì cũng có sao. Sau 50 tuổi, tấm lòng bắt đầu trở nên rộng lớn như biển khơi, nó chứa đựng được đủ mọi loại bão táp sóng cuộn, ôm được hết mọi hỉ nộ ái ố. Sau 50 tuổi, có thể lĩnh ngộ được mặt cốt lõi nhất, nội tâm nhất, chủ quan nhất của cuộc đời, có thể nhào nặn ra những bông hoa xinh đẹp nhất, nuôi dưỡng cuộc đời, làm giàu cuộc sống và hiện thực hóa cuộc đời. Xét về số mệnh của tuổi Tân Hợi 1972, cuộc sống của người tuổi Nhâm Tý 1972 thường được đánh giá là một hành trình đầy bận rộn và mệt mỏi, nhưng cũng đầy triển vọng và ước mơ. Họ là những người không ngừng cố gắng, đặt ra những mục tiêu cao cả và dốc hết sức mình để theo đuổi chúng. Tuy nhiên, trong hành trình đó, họ cũng gặp phải không ít những khó khăn và cảm thấy mệt mỏi trước những thử thách của cuộc sống. Đôi khi, cảm giác mệt mỏi không chỉ đến từ việc phải chịu đựng áp lực từ bên ngoài, mà còn từ bản thân, khi họ không ngừng tự đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe và lo lắng về tương lai không được như ý. Tính cách cẩn thận và tiết kiệm của họ cũng khiến họ luôn lo lắng về vấn đề tiền bạc, sợ hãi không đủ để thực hiện những ước mơ của mình. Cuộc sống của họ thường bao phủ bởi những lo âu và sợ hãi về những điều không biết trước, mặc dù họ cố gắng nhường nhịn và chịu đựng để tránh va chạm với mọi người. Nhưng đôi khi điều này cũng khiến họ cảm thấy bị lợi dụng và ức hiếp, dù đã cố gắng hết sức, nhưng họ vẫn không thể làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh, điều này khiến họ cảm thấy buồn bã và thất vọng. Tuy nhiên, trong cuộc sống này, luôn có những lời khuyên mà người tuổi Nhâm Tý 1972 có thể tham khảo. Bạn có thể học cách buông bỏ những lo âu, phiền muộn để tìm được sự thanh thản và an nhiên, hãy sống cho chính mình, không cần phải vì ai đó mà tự làm mình bất mãn, hãy trân trọng những gì đang có, để đánh giá cao hơn những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, và cuối cùng, hãy luôn tin vào bản thân, vào khả năng của mình, vì chỉ có khi tự tin, họ mới có thể vượt qua mọi thách thức trên con đường của mình. Theo lời tiên tri của giới tử vi, trong năm sắp tới tuổi Nhâm Tý cực may mắn nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người. 5 năm tới sẽ là một khoảng thời gian rực rỡ với những khởi sắc tươi sáng dành cho người tuổi Nhâm Tý, vận trình có sự tiến triển rõ rệt, mang đến sự suôn sẻ và hanh thông trong mọi việc. Quý nhân xuất hiện như những cánh tay đắc lực, hỗ trợ bạn giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, tạo điều kiện cho công việc tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Cục diện tam hội cùng nguyệt lệnh lâm quan tạo nên một bức tranh đầy hứa hẹn cho đường công danh của bản mệnh. Nhờ đó, bạn cảm nhận được sự bình tĩnh và sáng suốt trong công việc, xử lý mọi tình huống một cách hiệu quả, thái độ tích cực, lạc quan cùng sự tự tin vốn có, giúp bạn dễ dàng vượt qua những thử thách, chinh phục những mục tiêu mới. Đối với những người làm kinh doanh, đây chính là thời điểm vàng để gặt hái thành công. Tam hội cho thấy lượng khách hàng gia tăng đáng kể, mang đến nguồn lợi nhuận dồi dào, các mối hợp tác cũ được củng cố, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững. Nhờ sự nhạy bén và quyết đoán, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tập trung phát triển công việc và đạt được những thành tựu vang dội. Bên cạnh việc quản lý chi tiêu hợp lý, việc tìm kiếm cơ hội tăng thêm thu nhập là vô cùng quan trọng. Hãy cân nhắc đầu tư vào các dự án tiềm năng hoặc tìm kiếm công việc phụ để cải thiện tình hình tài chính của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Do đó, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, tránh mù quáng lao vào những lời hứa hẹn hấp dẫn mà không có sự đánh giá cẩn thận. Với người tuổi Nhâm Tý độc thân, thời gian tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội tình cảm tốt đẹp, vận đào hoa vượng sẽ giúp bạn gặp gỡ những người mới và có khả năng tìm kiếm được nửa kia của mình. Hãy tận dụng thời điểm này để mở lòng và trải nghiệm những điều mới mẻ trong tình yêu. Đối với các cặp đôi, đây là giai đoạn để hàn gắn và vun đắp thêm cho mối quan hệ. Sau những mâu thuẫn và nghi ngờ của thời điểm trước, đây là lúc để hai bạn hiểu nhau hơn và cùng nhau hướng đến tương lai chung. Hãy duy trì sự chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu để duy trì mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp tuổi Nhâm Tý tập trung vào sức khỏe và tinh thần của bản thân. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn, giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng. Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là cách tốt nhất để tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy học cách trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh,
suy nghĩ tích cực và luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai. Thời điểm 5 năm tới này hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Nhâm Tý một không gian gia đình ấm áp và hạnh phúc, vợ chồng, con cái hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gay gắt nào. Tuy nhiên, trong cuộc sống chung, sẽ có lúc xuất hiện những bất đồng quan điểm. Vào những lúc này, điều quan trọng là cả hai vợ chồng cần giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng trao đổi để giải quyết vấn đề một cách ôn hòa và hiệu quả, tránh to tiếng hay tranh cãi gay gắt để không ảnh hưởng đến con cái và người lớn tuổi trong gia đình. Trong 5 năm tới này hứa hẹn mang đến cho người tuổi Nhâm Tý một sức khỏe dồi dào, ít gặp vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, để duy trì trạng thái khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tật, bạn cần chú trọng vào chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất thiết yếu cho cơ thể như protein, carbohydrate, chất béo, vitamin và khoáng chất. Hạn chế thức ăn không tốt cho sức khỏe, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, đồ ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh và đồ ngọt. Tăng cường rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Uống đủ nước mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ trao đổi chất và duy trì độ ẩm cho da. Thói quen sinh hoạt, tập thể dục thường xuyên, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe, tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngủ đủ giấc, ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, hạn chế thức khuya. Thức khuya ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến bạn dễ mệt mỏi, giảm tập trung và tăng nguy cơ mắc bệnh. Giảm stress, stress ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất, hãy tìm cách giải tỏa căng thẳng như tập yoga, thiền, nghe nhạc, đọc sách. Bên cạnh những yếu tố trên, bạn cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe. Tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và sống tích cực. Tiếp theo là vận trình tuổi Nhâm Tý trong 5 năm tới qua các phương diện chính. Đầu tiên, về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi chọn đời dự báo, trong 5 năm tới, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sáng sủa, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, phần công danh ở mức khá, là con giáp đầu tiên trong số 12 con giáp, đại diện cho sự quyền lực, thông minh và nhanh nhẹn. Những người tuổi Nhâm Tý dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích nghi một cách nhanh chóng. Càng khó khăn họ càng tỏa sáng. Đa số những người này thường rất thành công trong cuộc sống, dù đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng họ có thể trở thành người quyền lực và giàu có. Cụ thể trong công việc, tuổi Nhâm Tý luôn làm tốt trách nhiệm được giao. Trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, con giáp này là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Một tính cách khác của người tuổi này là sau khi xác định được mục tiêu, nhất là mục tiêu kiếm tiền, thì họ thường cố gắng hết sức để đạt được mục đích mà không biết mệt mỏi. Tính cách này của họ khiến họ luôn đạt được những mục tiêu của mình. Theo tử vi cho thấy, thì người tuổi Nhâm Tý có số làm quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán, có số phát đạt, tài vận sáng lạn, có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý biết cách chấp lấy cơ hội, linh hoạt như những chú chuột, vì thế sự nghiệp sẽ rất thành công. Sở trường của họ là vạch ra kế hoạch, với bản tính lanh lợi, nên khả năng ngoại giao được xem là đỉnh nhất của người tuổi Nhâm Tý. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý họ lại rất bảo thủ, cố chấp và hay chủ quan, thêm bản tính nóng nảy hay đa nghi, vì thế đôi khi làm hỏng đại sự trong công việc. Khi gặp khó khăn, thì tuổi Nhâm Tý nên bình tĩnh, không được phán đoán theo cảm tính, luôn kiên trì, không được nóng vội nếu không sẽ hỏng việc. Thời trẻ tuy có nhiều khó khăn, nhưng trong 5 năm tới là thời điểm vàng để con giáp này bứt phá và đạt được nhiều thắng lợi lớn. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của Nhâm Tý mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành. Lúc này họ cũng đã vững vàng hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều may mắn, thành công cũng nhiều hơn. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Nhìn chung, vì bản tính thông minh, lanh lợi và có ý chí cầu tiến, nên sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý vô cùng sáng sủa. Về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, trong 5 năm tới Nhâm Tý được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Nhâm Tý hưng vượng. Tử vi tuổi Nhâm Tý cho thấy, người tuổi này rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc với tiền bạc. Khả năng quản lý tài chính tốt, có điều do dễ mềm lòng, nên tuổi Nhâm Tý hay bị người đời lừa gạt, họ có phần tự tin thái quá. Do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác, mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Bởi tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích cóp tiết kiệm mà nên,
trong 5 năm tới cần lên kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả để tiền kiếm được nhiều hơn mà vẫn an toàn. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nhờ tài khí ủng hộ mà người làm kinh doanh cũng được hưởng cát trí từ giai đoạn này, làm ăn thuận lợi, càng cố gắng càng được lộc, tiền bạc cũng tăng theo thời gian. Cứ chăm chỉ và đi theo con đường chính ngạch thì sự giàu có sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song vẫn có hung tinh xuất hiện, nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào rắc rối. Nhìn chung trong 5 năm tới, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sẽ hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào, chất đầy két, hậu vận tài lộc tấn phát, tích cóp được gia sản lớn lao, về già hưởng vinh hoa phú quý. Về phương diện sức khỏe. Đối với Nhâm Tý 1972, điều cần chú ý nhất trong 5 năm tới là về sức khỏe, sự ảnh hưởng của các hung tinh sẽ gây ra tác hại lớn và sẽ mang đến cho con người bệnh tật, tai họa, chết chóc và các yếu tố bất lợi khác. Vì vậy tuổi Nhâm Tý không nên chỉ tập trung làm việc chăm chỉ trong 5 năm tới, mà hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân, ngay cả khi không có triệu chứng gì, cũng phải đi khám sức khỏe toàn diện để đề phòng các vấn đề. Bạn nên thận trọng trong sinh hoạt, dù đi du lịch, đi công tác hay đi phương tiện giao thông, bạn nên hết sức cẩn thận khi tiếp xúc gần với người lạ. Ở tuổi này các anh chị Nhâm Tý nên nhớ rằng tiền bạc không làm ra được, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Khoảng thời gian này, Nhâm Tý nên chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn thì cơ thể sẽ có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, Nhâm Tý cũng nên hạn chế tụ tập, liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Đường tình cảm của tuổi Nhâm Tý trong 5 năm tới vẫn giữ được ổn định, có lẽ do tính cách tuổi Nhâm Tý họ không có quá nhiều chủ đề chung với bạn đời và cuộc sống tương đối tẻ nhạt. Ngoài ra, nam giới sẽ dành phần lớn thời gian và sức lực cho công việc và dạy dỗ con cái, cũng phần nào giảm bớt sự giao tiếp với một nửa của mình. Vì thế, cuộc sống sẽ rất dễ nhàm chán, mặt khác những yêu cầu khắt khe của người tuổi Nhâm Tý đối với con cái cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí gia đình. Khuyên anh chị lúc này nên bình tĩnh, dù sao cũng nên giữ cho gia đình hòa thuận, yên ấm, nếu không sẽ không giúp ích gì cho tài lộc. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra hai người hãy bình tĩnh trao đổi thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Quý vị thân mến, vận mệnh của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào năm sinh âm lịch hay tháng sinh, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như môi trường, giáo dục, cơ hội và quyết định cá nhân. Tuy nhiên, trong văn hóa dân gian của một nền văn hóa châu Á, tháng sinh âm lịch cũng được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 1 âm lịch, tháng Dần. Người tuổi Tý sinh vào tiết xuân thường được trời phú cho tài năng, mang lại cuộc sống vật chất đầy đủ. Tuy nhiên, bản tính tự cao, bảo thủ, luôn cho rằng mình đúng, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều chướng ngại. Tuổi trẻ ham chơi, lười biếng, thụ động nên phải đến sau 35 tuổi mới có thể thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch, tháng Mão. Là người nhút nhát, ôn hòa, nhã nhặn, có mối quan hệ rộng rãi, tuy không thích sự ồn ào, náo nhiệt nhưng lại có duyên kết giao với quý nhân. Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng gặp nhiều vất vả, lo âu, nếu theo đuổi nghiệp văn chương, họ có cơ hội đạt được danh tiếng. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 3 âm lịch, tháng Thìn. Là người độc lập sống nội tâm, tuy có tài lộc nhưng lại luôn cảm thấy mọi thứ đều hư vô, ít được bạn bè giúp đỡ, thậm chí còn có thể bị hãm hại, cần đề phòng những chuyện không hay có thể xảy ra. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 4 âm lịch, tháng Tỵ. Là người sống lãng mạn, si tình và thường không làm chủ được bản thân, có nhiều mối quan hệ xã hội, cuộc sống thanh đạm nhưng gặp nhiều nguy hiểm, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 5 âm lịch, tháng Ngọ. Nổi bật với tinh thần tự lập cao, những người sinh vào tháng này luôn khiến người khác khâm phục bởi ý chí và nghị lực phi thường. Họ tự tin chinh phục mọi thử thách, tự tạo dựng cuộc sống sung túc cho bản thân mà không dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, con đường đến với thành công của họ thường trải qua nhiều gian nan, vất vả và may mắn chỉ đến khi họ đã nỗ lực hết mình.
Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 6 âm lịch, tháng Mùi. Trí tuệ sáng suốt, cùng bản tính khoáng đạt, giúp những người sinh tháng Mùi luôn có một cuộc sống rộng mở với nhiều cơ hội. Họ thông minh, nhạy bén, dễ dàng nắm bắt và giải quyết mọi vấn đề. Con đường công danh, sự nghiệp của họ trải dài với nhiều thành công vang dội, thậm chí còn hơn cả bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, họ cũng có một điểm yếu là hay ôm đồm quá sức, dẫn đến thất bại. Trong công việc, họ dễ xảy ra mâu thuẫn với cấp trên vì tính cách thẳng thắn, bộc trực. Sức khỏe cũng là điều họ cần lưu ý, đặc biệt là trong mùa nóng, nên sống ở nơi có nguồn nước mát mẻ để tránh các bệnh do thời tiết. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 7, tháng Thân. Mang trong mình khí chất kiên cường nhưng lại vô cùng ôn hòa, những người sinh tháng Thân sở hữu một nội tâm phong phú và suy nghĩ kín đáo. Họ được trời ban cho nhiều may mắn, cuộc sống sung túc, đủ đầy, đặc biệt, đến trung niên, họ sẽ đạt được nhiều thành công rực rỡ. Tuy nhiên, họ cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân hãm hại. Trong mọi việc, họ cần giữ sự bình tĩnh, sáng suốt, có lòng khoan dung và rộng lượng để đạt được thành công. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8 âm lịch, tháng Dậu. Trí thông minh, tài trí hơn người, cùng khả năng nhạy bén và quan hệ rộng rãi, giúp những người sinh tháng Dậu dễ dàng gặt hái thành công trong cuộc sống. Họ được quý nhân phù trợ, luôn gặp may mắn trong mọi việc. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, họ cần học cách nhẫn nhịn, kiên trì để vượt qua. Nếu là nam giới, họ thường có số đào hoa, còn nữ giới thì sở hữu nhan sắc duyên dáng, cùng đức hạnh vẹn toàn. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 9, tháng Tuất. Nổi bật với sự trung thực và cẩn trọng, những người sinh tháng này thường có một cuộc sống bình an, ít sóng gió. Họ nhạy cảm, tinh tế, nhưng lại không thích giao tiếp rộng rãi, nhờ khả năng kiếm tiền tài ba và tinh thần tự lập cao. Họ có thể tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, tuy nhiên, họ lại thường thiếu tự tin vào bản thân, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 10, tháng Hợi. Mang trong mình tầm nhìn xa trông rộng, cùng khả năng phán đoán nhạy bén, những người sinh tháng Hợi luôn tự tin trên con đường sự nghiệp. Họ độc lập, tự chủ và có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Tuy nhiên, điểm yếu của họ là sự tự ti trước phụ nữ, đặc biệt là nam giới, vận mệnh của họ có phần thăng trầm. Cuộc sống vật chất có thể không ổn định trong giai đoạn đầu do bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sau tuổi 30, họ sẽ dần gặt hái được thành công và ổn định trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 11 âm lịch, tháng Tý. Vốn là người độc đoán và bảo thủ, những người sinh tháng này thường có ít mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, họ lại có một cuộc sống bình an, ít mâu thuẫn và đối địch. Dù sự nghiệp đến muộn hơn so với những người khác, nhưng họ lại có thể đạt được thành công vang dội nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 12 âm lịch, tháng Sửu. Nổi tiếng với sự nhiệt tình và hăng hái, những người sinh tháng Sửu luôn cống hiến hết mình cho công việc. Họ luôn bận rộn, năng động và không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển. Nhờ tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng quản lý tài chính hiệu quả, họ có cuộc sống no đủ, sung túc và an khang thịnh vượng cả đời. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.